Hân Đồng không để cho nhỏ này nói nhiều liền hóa trạng thái chiến đấu mà đánh bay nhỏ luôn, nhỏ lười biếng không si nhê mà đắc ý nói, thật là, vốn dĩ định nói chuyện tử tế với các người, không ngờ em gái đây lại cứng đầu lao vào luôn, đúng là kẻ tiến hóa hoàn hảo có khác, con bé chỉ nhìn mà hừ một tiếng. Hân Đồng lại lao lên tấn công, thì chợt tên Đố Kỵ trong khói nói, trước khi ra tay đã suy nghĩ kỹ rồi, bọn chúng bắt hai mẹ con Lăng Xương ra uy hiếp con bé, sao nào, chỉ cần em ngoan ngoãn đầu hàng, chị đây sẽ tha cho bọn họ. Hân Đồng tức giận nhìn bọn chúng mà không dám ra tay, nhỏ lười biếng nhìn Đố Kỵ nói, con nhỏ này có vẻ hơi do dự, Đố Kỵ, giết thằng bé kia đi. Lăng Xương hét, đừng mà, thằng bé sợ hãi, mẹ ơi cứu con. Tên Đố Kỵ liền đưa ánh mắt chết chốc sang Lăng Lương, thì bất ngờ Lưu Phong xuất hiện, đấm hắn dính xuống đất luôn. Hân Đồng nhìn thấy anh trai liền trở về bộ dáng cô te, anh ơi, Lăng Xương nhìn Lưu Phong mà chết mê chết mệt quên luôn con trai mình, cậu ta là anh trai của bé Hân Đồng, quả nhiên, không tệ, à đúng rồi, con trai, mình đang nghĩ gì vậy chứ, hai nên này chưa biết anh Phong là mên chính của bộ truyện mà gáy, ồ, là trạm trưởng Lưu tiếng tầm lẫy lừng đây à, giao em gái ngươi ra đây, khi đó ân oán giữa viện nghiên cứu bọn ta với ngươi coi như xí xóa. Hân Đồng nói, anh ơi, đừng giao em ra. Lưu Phong xoa đầu con bé, yên tâm đi, cứ để anh lo. Lăng Xương nhìn hai anh em mà cảm động, hu hu, đúng là tình anh em cảm động trời trên, thằng con thì bị bà mẹ không để ý mà ôm thở muốn không nổi, mẹ mẹ con không thở được, Lưu Phong nói rồi liền quay qua hai tên tội đồ, quăng ra một sợi dây leo. Sợi dây leo liền trói hai tên tội đồ lại với nhau, nhỏ lười biếng vẫn còn tự tin về thực lực của mình, được thôi, xem ra đàm phán thất bại rồi, nhưng người nghĩ dây leo này có thể trói buộc được bọn ta sao? Vừa gáy xong thì nhỏ liền bị vả mặt, chuyện gì thế này, sao không kéo đứt sợi dây leo này được. Tên Đố Kỵ tiến lên, nếu mày đã không biết điều, thì tao sẽ, lời của hắn còn chưa nói xong thì liền bị một đấm của nhỏ lười biếng vào mặt mình, ý kìa, chưa gì mà lục đục nội bộ rồi. Hân Đồng với Lăng Xương nhìn mà bất ngờ a, nhỏ lười biếng đôi mắt đỏ lên quát, dám bước chân trái lên trước, anh coi thường tôi hả, tên Đố Kỵ hai mắt của đỏ lên mà không chịu thua, khốn kiếp, coi thường mày đấy rồi sao. Thế là hai tên Đố Kỵ và lười biếng lao vào sâu lâu với nhau luôn, muốn chết hả? Lăng Xương không hiểu gì hỏi, sao họ lại đánh nhau rồi? Lưu Phong không để ý hai tên kia đang combat với nhau, nhào vô đê, con nhỏ lẳng lơ kia, bố ngứa mắt mày lâu rồi, mà nói, hàng có tác dụng rồi, chúng ta đi thôi. Và nguyên nhân hai tên đó quay qua sâu lâu với nhau đó là vì, tối qua, tinh hệ thống, phát hiện vật liệu hiếm, nhánh cây oán hận, có thể cải tạo. Lưu Phong cầm nhánh cây trên tay mà hoang mang, Liễu Cơ đâu, sao lại biến mất rồi, người phụ nữ kỳ lạ, thôi kệ cô ta, cải tạo, đây là, khoa trả thù, tinh hệ thống, khoa trả thù, hiệu quả, có thể khiến người liên kết với nhau trở mặt thành thù, sau khi bị tấn công sẽ mất hiệu lực, kéo dài 10 phút, quay trở lại hiện tại Lưu Phong nói, để bọn chúng tự đấm nhau, chúng ta đi mau, tìm đồng đội của tôi đã, được, thế là Lưu Phong dẫn Hân Đồng cùng hai mẹ con đi tìm Lý Hinh và Kelly. Một lát sau đó, tìm được một nhà dân. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi, được, hai anh em ngủ ở trong phòng thì bất ngờ Lăng Xương tay ôm cái gối mở cửa đi vào, xong rồi nhỏ giơ cái gối trong tay lên. Lưu Phong cảm nhận được có người tiếp cận mắc tỉnh dậy, kẻ nào, anh liền dùng xúc tu trói Lăng Xương lại, Lăng Xương hét, á, Lưu Phong hỏi, cô định làm gì, Lăng Xương nói, tôi không phục tài nấu ăn của cậu, tôi muốn thi vua đầu bếp với cậu, anh Phong nghe mà hoang mang luôn, hả? Thế là sáng sớm hôm sau, Lăng Xương nói, hôm nay để con trai tôi và bé Hân Đồng làm giám khảo, chúng ta sẽ nấu ăn quyết chiến một trận phân thắng bại. Lưu Phong nhớ lại, tối qua Hân Đồng nói với mình bà chị kỳ lạ này vẫn luôn không phục mình, hóa ra là như thế này, anh ơi. Lăng Xương thì là người chơi hệ chăm chỉ nấu ăn bằng thực lực rèn luyện tích lũy kinh nghiệm, còn Lưu Phong thì chơi hệ sái hách cộng thêm đó là kỹ năng của nam chính. Nếu thế thì, tôi sẽ cho cô thấy nấu ăn khoa học là như thế nào, nguyên liệu, cải tạo. Lăng Xương liếc nhìn anh nói, hừ. Tôi chắc chắn sẽ thắng cậu, giành lại sự chú ý của bé Hân Đồng và con trai tôi, cậu cứ chờ nhận thua đi, Lưu Phong thì thể hiện kỹ năng tự tin đáp trả, cô chắc chứ, Lăng Xương nhìn mà ngạc nhiên, cái gì, thanh niên nhớ lại hôm qua bị Lăng Xương lên mặt, cậu đúng là không đáng mặt làm anh. Là anh trai, sao cậu có thể để em gái mình rời đi một mình đến nơi nguy hiểm như thế hả, chúng ta thi tài nấu nướng đi, sau khi đánh bại cậu, tôi sẽ dạy cậu cách làm anh, tối hôm đó. Tôi muốn cộng điểm công nghệ chuẩn bị cho trận thi tài nấu nướng ngày mai, tinh hệ thống, cấp bậc cải tạo 3 lên 4, nhận được kỹ năng cải tạo thuộc tính ngẫu nhiên, trở lại với hiện tại, Lưu Phong dùng năng lực của mình lên đồ ăn, cải tạo, xong rồi. Lưu Phong giặt cái dĩa xuông bàn nói, món của tôi nấu xong rồi,
Lăng Sương thấy anh xong nhanh như vậy mà bất ngờ. Cái gì? Sao có thể? Tôi còn chưa cắt xong nguyên liệu, cậu đã nấu xong rồi. Cơm chiên trứng sao? Tinh hệ thống, cơm chiên trứng quý bà, phụ nữ càng ăn càng nghiện, đồng thời còn nảy sinh thiện cảm với bạn. Quý bà, chị đại, vợ hiền ăn hiệu quả càng rõ rệt, tác dụng phụ, hương vị cũng sẽ hấp dẫn bạn gây, người bình thường ăn sẽ thấy bình thường. Lưu Phong nghĩ, đây là năng lực cải tạo mới sao, chỉ có tác dụng với quý bà, thử với cô ta xem. Lăng Sương nhìn dĩa cơm mà xua tay, hả, chỉ có thế, tôi còn tưởng cậu nhanh như thế sẽ làm ra được thứ gì cơ, một bát cơm chiên trứng, làm nhanh thế thì có ích gì. Lưu Phong múc một muỗng cho nhỏ thử, sao, không dám ăn à? Lăng Sương nhìn cái muỗng cơm đầy mê hoặc mà không kiềm được, cái gì? Lưu Phong đưa muỗng cơm tới gần, Lăng Sương ngửi mùi thơm cùng với sự lấp lánh của món ăn nuốt nước miếng ực ực luôn, nhỏ không kiềm được mà liền nếm thử, vừa ăn vào miệng, vị ngon bùng nổ, như là bay tận lên thiên đàng luôn, hương vị này, khiến người ta bay thẳng lên thiên đàng. Hình ảnh tưởng tượng của Lăng Sương, thiên sứ này đến đón mình lên thiên đàng sao? Sao lại trông giống Lưu Phong vây chứ? Lưu Phong ôm lấy Lăng Sương, tôi tới đón em này cục cưng. Anh chồng đã mất của Lăng Sương hiện lên, anh Lưu, vợ tôi giao cho cậu đấy, hu hu hu, cảm ơn cậu. Lăng Sương mới ăn có một muỗng mà đã chịu không nổi luôn rồi, cô à, sao nào? Lăng Sương trong vòng tay Lưu Phong nói, ngon, ngon lắm. Thanh niên đắc ý hỏi lại, gì cơ, tôi không nghe rõ. Lăng Sương nói lớn, ngon, ngon lắm, quá ngon luôn, tôi nhận thua, tinh hệ thống, chỉ số thiện cảm tăng vọt. Tiểu Pu phất cờ hoan hô, chủ nhân đại thắng. Hân Đồng ăn thử cũng nói, ngon quá à, tinh hệ thống, thiện cảm tăng nhẹ, thằng bé không tin mà ăn thử, thật sự ngon đến thế sao, con thấy rất bình thường mà, có gì đặc biệt đâu, à tại vì thằng bé là con trai mà là người bình thường nữa nên không có tác dụng gì hết. Bà mẹ nghe thằng con chê mà trừng mắt cảnh cáo, im mồm, không ăn thì đưa mẹ ăn, thằng bé bị mẹ quát mà khóc, á, hu hu hu, mẹ thay đổi rồi. Trước kia mẹ có bao giờ mắng con đâu. Lăng Sương không để ý thằng con mà cầm lấy dĩa cơm ăn lìa. Bên cạnh đó thiện cảm liên tục được cộng, cộng một không thiện cảm, cộng một không thiện cảm, cộng một không thiện cảm. Lưu Phong ngồi xem hệ thống, lần này mục đích tìm em gái đã hoàn thành, nhưng lại bị tách ra với Kelly và Lý Hinh. Có lẽ họ đã đi vào tòa nhà chỗ mọc bông hoa đó. Lưu Phong nhớ lại Liễu Cơ, người phụ nữ tóc xanh kia cũng rất khả nghi, và lại còn mất tích nữa. Thôi kệ, mai lên đường đi tìm họ sau. Hơn nữa mục tiêu của viện nghiên cứu cũng ở đây, rốt cuộc bọn chúng đang tìm cái gì? À đúng rồi, hệ thống, cải tạo của tôi bị gì vậy? Trước kia không như thế, cho dù là khóa trả thù cũng do vật liệu đặc biệt là cây liễu biến dị cải tạo thành. Giờ vật phẩm bình thường thế mà cũng có thể có thuộc tính. Tinh hệ thống, cải tạo năng lên cấp 3, bất cứ thứ gì bạn cải tạo ra đều kèm theo thuộc tính ngẫu nhiên, có tốt có xấu, quyết định bởi vận may của ký chủ. Lưu Phong liền lấy một viên bi ra thử thuộc tính ngẫu nhiên, để tôi thử xem, cải tạo. Tinh hệ thống, thuộc tính viên bi, tăng 200% sát thương với con người không có tác dụng với zombie. Ngoài ra tăng sức hút với phụ nữ trưởng thành, họ sẽ không tự chủ được đem viên bi chấm chấm chấm. Lưu Phong nhìn mà ngạc nhiên, đù, hiệu quả chơi nhau vãi trương, thử cải tạo ổ cứng điện ảnh thể dục kích tình 14T này xem. Tinh hệ thống, thuộc tính ở cùng sau khi đường dữ liệu tiếp xúc với cơ thể con người có thể tự động truyền dữ liệu bên trong đến não bộ, vô hiệu với Weibo, hiệu quả chỉ có thể sử dụng một lần. Lưu Phong đánh giá. Hiệu quả này cũng thú vị phết, nhưng không ngờ lại giới hạn số lần, đúng là ngẫu nhiên, chợt có người gõ cửa, Lưu Phong nói, vào đi, nhìn lại thì đó là Lăng Sương A, là có à. Lưu Phong nói, cảm ơn cô thời gian vừa rồi đã chăm sóc cho Hân Đồng, cô tìm tôi có, chưa kịp nói xong thì Lăng Sương đã áp sát lại, đè anh vào tường, làm thanh niên hoang mang, cô à, Lăng Sương vẻ mặt ham muốn nói, cho tôi muốn ăn cơm chiên trứng của cậu, Lưu thấy hơi lo rồi a, tiêu rồi. Là hiệu quả của cơm chiên trứng cải tạo, cô ta ăn nhiều quá giờ độ thiện cảm với mình bùng nổ rồi.